Trung Quốc là thị trường xuất nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 8 năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 105,45 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 36,61 tỷ đô la Mỹ, tăng 2,35% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh những cơ chế hợp tác hiệu quả giữa hai nước thì việc cải thiện cơ sở hạ tầng logistics cùng với sự tăng trưởng của phương thức vận chuyển hàng hóa liên vận quốc tế bằng đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo giao thương thông suốt, đặc biệt là với nhóm hàng nông sản, rau củ quả. Container lạnh tự hành đường sắt, một sản phẩm thay thế kho lạnh truyền thống, được sử dụng để vận chuyển lưu trữ hàng hóa ở nhiệt độ thấp hơn với môi trường. Với công nghệ mới này, vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều các loại nông sản, hải sản từ các tỉnh phía Nam Việt Nam được đi tàu hỏa qua cửa khẩu sang Trung Quốc. Đây là chiếc vỏ container 40 lạnh đang chờ được lấp đầy bởi hơn 16 tấn sầu riêng được vận chuyển từ Đắk Lắk ra Hà Nội. Bên trong container quy định là các sản phẩm hàng hóa không được xếp quá vạch kẻ red line, vì nếu như quá vạch kẻ này thì sẽ không đảm bảo được luồng gió di chuyển ở trên nắp container. Ngoài ra thì nhiệt độ trong container sẽ phải duy trì ở mức là 13 độ C, vì đây là nhiệt độ thích hợp để các sản phẩm sầu riêng được thơm ngon cho đến tận tay người tiêu dùng tại thị trường Trung Quốc. Tại kho tập kết sầu riêng ở Đắk Lắk, sầu riêng sau khi được xử lý, đóng thùng sẽ được đưa lên container xuất khẩu. Ông Dương Tùng, giám đốc một công ty xuất nhập khẩu của Trung Quốc cho biết đã lựa chọn phương pháp vận chuyển bằng container lạnh của hệ thống đường sắt liên vận từ năm 2019, ngay khi dịch COVID-19 bùng phát. Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, sử dụng vận chuyển đường bộ khiến tình trạng ùn ứ ở cửa khẩu thường xuyên diễn ra. Nhưng nếu vận chuyển bằng đường sắt liên vận thì thủ tục hải quan rất nhanh chóng. Sử dụng container lạnh cũng rất hiệu quả để bảo quản nông sản. Cước vận tải đường sắt cũng rẻ hơn khoảng 20% so với cước đường bộ. Ga kép Bắc Giang trở thành ga đường sắt quốc tế kể từ đầu năm nay, với nhiệm vụ xử lý các thủ tục hải quan cho sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Khi cửa khẩu được đưa sâu vào nội địa, đối tượng hưởng lợi đầu tiên sẽ là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Chúng ta đã làm cái thủ tục hải quan tại khu ga trong nội địa. Thế nên khi mà ra biên giới là chúng ta mất thời gian 2 tiếng đồng hồ cho một cái đoàn tàu thông quan khoảng 25 container. Trung bình mỗi năm có khoảng gần 1,2 triệu tấn hàng hóa xuất nhập khẩu bằng hệ thống đường sắt liên vận từ Việt Nam sang Trung Quốc hoặc qua Trung Quốc đến các nước châu Âu. Hiện hai nước đang nỗ lực khai thác lợi thế từ các tuyến liên vận nối Hà Nội với các thành phố An Huy, Thành Đô hay Thạch Gia Trang của Trung Quốc.